Dạ con xin chào cô chú. Rồi, hôm nay con với anh Tiền đó, bạn đồng hành với con chú lên như chú cái văn ma ở đó 80. Má này hiện nay ngoại hình còn rất là đẹp luôn chú ơi. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Các nước của chú đen rui luôn nè, đen mung luôn. Nó thùng dầu thì nước sơn zin là nguyên bản luôn chú. Đó, chó đèn rồi đầy đủ hết. Còn cái phần áo gió này bên con còn hai cái nữa chú, hai cái 80 nè. Cô chú lấy cái muốn lấy cái nào thì nhớ nhắc bên con, bên con sẽ gắn lại cho cô chú nha chú. Có chốt máy thì cô chú nhắc bên con gắn áo gió vô, con sẽ gắn lại cho cô chú đầy đủ hết. Này hiếu tâm nha chú, đây hiếu tâm nè. Máy hiện thấy là liền lạc này, cái tới cái bàn ga mà nó còn sáng như nè cô chú. Cô chú nhìn thấy nè, cái bàn ga mà nó còn trắng nha phiếu luôn. Máy này con thấy là còn rất là ít xài cô chú ơi. Mặt cam trước nè, nắp sẵn nhớt mà nó còn cam lè luôn chú. Gam 4 gin. Còn cái phần cơ cụm dầu này con có thay của chú là một cái ly dầu với cái lượt dầu chú. Này, cái ly nó bị bể dưới đít, nó bị chảy nên con thay cái mới của chú. Nó heo bếp rồi, cụm dây ống dầu là hoàn toàn chưa xét luôn chú. Nước sơn zin còn luôn. Đó, chưa đụng chạm. Ở đây con mở thử thùng dầu nha. Máy này thì phen rồi đầy đủ hết nha chú. Này, nắp dầu zin nè, phen nó. Này thiếu lượt nha chú. Nó thùng dầu thì hơi xét rồi. Rồi để nhờ anh Tiền test máy luôn chú ơi. Con sẽ quay chi tiết máy hơn. Tại vì thời lượng video không có được nhiều. Đó, con nhờ anh Tiền test máy rồi con sẽ quay chi tiết về phần nắp lắp hơn. Máy rồi nắp hông hoàn toàn chưa buông mở luôn chú ơi. Nắp hông rồi, còn rất là đẹp luôn. Ốc khía cạnh đầy đủ. Đó, bơm cũng còn tốt. Bôi e bôi lửa là nguyên bản luôn. Nguyên kia. Cái tay bé cò mà nó còn trắng như vậy đâu chú. Đó, máy này con thấy là còn rất là mới nha. Đó, cái nắp kiểu cò không có chê được cái phần lên vào nắp lắp chú ơi. Còn cái điểm điểm đặc biệt nhất của máy này là nắp lắp cực kỳ mới luôn. Nước sơn còn nắp lắp còn rất là mới luôn chú. Ốc và còn chưa có dấu chạy mở luôn. Đó, tiếng máy chạy rất là chắc. Tiếng gốc dầu nó còn nhiều chú. Tới cái bên nước phụ của nó mà nó còn trắng vậy nè. Mấy cái kia con thấy nó bị đổi màu, bị ố chân, mà cái này còn rất là trắng ha. Máy này còn thấy ngoại hình là còn rất là mới luôn á. Tiếng máy chạy còn rất là ok luôn. Hoàn toàn chưa ra miếng khói nào nha cô chú. Garanti cũng rất là nhuyễn. Garanti mà máy kia còn đậm. Nắp ghi lắp là ghiền, nhìn nắp lắp là ghiền luôn chú. Này ống nước là nguyên bản luôn. Cái nước bao chú không xài không lũng luôn. Cái nước còn rất là mới. Ốc tự động của nó chú. Ốc ga chưa chỉnh luôn. Đứng yên luôn. Máy chạy quá tốt luôn chứ không. Cái nước này nó rất là mạnh chứ, để tay nhưng mà nó muốn hút vô luôn á. Đó, cái nước con thấy là rất là mát. Thôi kêu bằng cái đèn xíu đi. Thôi kêu bằng cái đèn.
thì quá im. Mua đáng đồng tiền luôn chú ơi. Máy chạy chạy là không có cái gọi là rung lắc luôn chú. Máy quá im. Nếu chú nhìn cái thằng bét nó nào chú, cực kỳ mới luôn nè, màu nước sơn ghim nguyên bản hết, nhìn lắp láp là quá im quá ghiền. Nó máy này hôm nay con bán của chú là 5,2 triệu bao ship nha chú, ở đó 80, 5,2 triệu bao ship. Này là bá dê gió bá dê nha chú. Nó chú nào chốt máy này liên hệ số điện thoại màn hình nha chú. Cảm ơn người chú đã xem hết clip, chào cô chú.